Cha Giuse Trần Đình Long sinh ngày 20 tháng 8 năm 1956 tại tỉnh Phú Thọ, nay thuộc giáo phận Hương Hóa. Ngài nguyên là tu sĩ thuộc dòng Thánh Thể Việt Nam. Tuy nhiên, ngài có xu hướng hoạt động không đúng với đặc sủng và cùng hướng của nhà dòng nên không được cho tiếp tục mục vụ tại nhà dòng Thánh Thể. Ngài đã xin gia nhập với mục đoàn của Tổng giáo phận Sài Gòn và được nguyên Tổng giám mục của Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đồng ý, nhưng đã cho thời gian thử thách 5 năm bằng việc cử đi mục vụ tại giáo điểm Tin Mừng, một giáo điểm truyền giáo mới thành lập để loan báo Tin Mừng. Ngày 16 tháng 12 năm 2015, ngài được phân công về làm quản sứ giáo điểm Tin Mừng thuộc giáo hạt xóm Chiếu Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong thời gian thi hành mục vụ tại giáo điểm Tin Mừng, các thánh lễ do ngài chủ tế có rất nhiều người đến nghe giảng, bao gồm cả người nổi tiếng như danh hài Chí Tài. Mỗi ngày có hàng ngàn người từ nhiều nơi cả trong và ngoài nước đến từ sớm để đọc kinh tại giáo điểm và nghe ngài giảng trong thánh lễ. Các thánh lễ ngài giảng có khi kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, được phát trực tiếp trên Facebook và YouTube, và người xem hay nghe lại nhiều lần. Bởi rất nhiều người, kể cả có hoặc không theo đạo Công giáo, những người ngoài tỉnh thường thuê xe du lịch nhiều chỗ ngồi, đi như một dạng tour hành hương đến nghe giảng rất đông, dẫn đến phát sinh các nhu cầu về nhà trọ và sinh hoạt thiết yếu kèm theo. Thời gian đó có một số vấn đề được đăng lên mạng như mâu thuẫn giữa ngài và các nữ tu đang cộng tác trong giáo điểm về vấn đề tranh chấp không rõ ràng đất của nhà sử hoặc đường dây điện cao thế đi qua nhà thờ, khiến giáo điểm phải khắc phục thu hẹp diện tích cho phù hợp. Ngày 27 tháng 3 năm 2019, Tòa Tạm Giám mục Sài Gòn và ngài có buổi làm việc. Theo biên bản thì bản quyền giáo phận chấp thuận để cha Long cử giảng với lòng Chúa thương xót nhưng không mời chứng từ chia sẻ và yêu cầu ngài không thực hành việc đặt tay, nhưng ngài đã thay vào đó đọc một số thư tạ ơn và việc đặt tay được thay bằng việc đại nước thánh. Ngày 14 tháng 4 năm 2019, trong buổi tín tâm linh mục liên hạt gia định Thủ Đức Thủ Thiêm năm 2019, Đức cha giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chính thức nhắc nhở linh mục Long trước toàn thể linh mục giáo hạt về các sai phạm của ngài. Cụ thể, bổn phận của ngài là giảng về lòng Chúa thương xót, nhưng sẽ làm sai phục vụ khi đưa chứng nhân lên làm chứng trên tờ giảng. Các linh mục có bổn phận gieo giảng lòng Chúa thương xót theo hướng giáo hội, không theo ý riêng, không đặt tay chữa lành vì sẽ làm cho người ta hiểu lầm, không lôi kéo người ta qua hình thức bên ngoài. Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Đức cha giám quản đã chính thức gửi văn thư cho linh Trần Đình Long của linh mục Đoàn Văn Thịnh, hạt trưởng hạt xóm Chiếu, quản lý giáo điểm Tin Mừng, thư đề cập việc chấn chỉnh hoạt động giáo điểm Tin Mừng lúc đó, tránh các hình thức trình diễn mang tính thế tục, ca hát mẩy múa reo hò trên khung thánh, không công bố các lá thư cá nhân hay mời bất kỳ ai lên làm chứng từ trong phần giảng lễ. Với các trường hợp chữa lành cần phải thận trọng và tường trình vụ việc lên thẩm quyền giáo hội, không được tách biệt việc đặt tay cầu nguyện và đại nước thánh khỏi các nghi thức phục vụ vốn đi kèm theo chúng, và không được cử hành chúng một cách long trọng trước mặt những người mong được chữa lành vì có nguy cơ biến việc đạo đức thành thực hành mê tín dị đoan. Ngày 22 tháng 7 năm 2019, trong thư gửi dân Chúa Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha giám quản nhận xét Tổng giáo phận của chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng bởi một số hiện tượng và thực hành đạo đức không xứng đáng, cụ thể như sự kiện giáo điểm Tin Mừng với những lạm dụng trong cử hành tôn sùng lòng Chúa thương xót, đặt tay cầu nguyện chứng từ chữa lành bệnh nhân. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên lá thư này được niêm yết tại nhà thờ và được đề nghị đọc trong tất cả các thánh lễ Chúa Nhật. Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn gửi bổ nhiệm thư tuyên chuyển ngài
rời khỏi giáo điểm tin